cho tôi ra cái bến xe buýt gần đây này. Ôi, cười nhỉ, tiện đường trên đường đi làm thì tôi chở ông đến tận cơ quan ông là được thì. Ôi sợ phiền ông. Hàng xóm với nhau ông cứ khách sao đi. Nhưng mà phiền lắm. Phiền gì đâu mà phiền. Ôi. Có sao không? Cổ quá. Sao lại cổ cái nào vẫn có thùng rác đây. Lại có cả hòn đá. Ông ơi. Sao rất lạ nhá. Hôm qua tôi đi làm về muộn có thấy hòn đá với cả cái thùng rác ở vị trí này đâu. Thế làm nào chẳng ngã. Lạ, rất lạ. Stop. Ông phải giữ nguyên hiện trường. Đi lấy cho tôi một cái kính lúp, một cái quyển sổ và một cái bút. Sao tự nhiên nghe rõ không? Nghe điên rồi. Hai cậu làm cái gì đấy? Hả? Ôi bác làm mà em giật bắn cả mình. Báo cáo với bác tổ trưởng tổ dân phố là em vừa phát hiện ra một điều rất là bất bình thường, đó là phiến đá này. Tôi chả thấy có cái gì kỳ lạ cả. Em cũng thế, chả thấy có gì kỳ lạ cả. Bác không thấy gì lạ? Không. Ôi, thế thì bác tầm thường rồi. Bất bình thường thứ nhất là tại sao nó không nằm bên trái, tại sao nó không nằm bên phải mà nó nằm chính giữa ở đây? À, ông giải thích đi. Bác có công nhận với em đây là cái cửa ngõ vào khu mình không? Đúng. Nó gọi là ngõ môn đúng không? À, mà những cái điều gì bất bình thường ở cổng làng có nghĩa là mệnh rời. Chắc chắn phiến đá này là có mệnh rời rồi. Ông nói nghe khiếp quá đấy. Tôi chỉ thấy nó đúng là hòn đá. Cái đá này quê nhà tôi đây. Này. Đây chính là điều kỳ lạ thứ ba đấy. Ông trời. Bác cũng cùng quan điểm với ông này. Thế thì tại sao người khác không phát hiện ra? Đúng rồi. Mà lại là ba chúng ta phát hiện ra. Thì là do mình đi làm sớm thì mình gặp nó sớm thì thôi. Không lạ nhỉ, thế thì khối người ta đi chợ sớm hơn mình. Tại sao người ta không phát hiện ra à? Thì tại vì người ta không đâm vào nó, nó không ngã. Này, đấy là ý trời đấy. Ý trời đấy. Ừ. Bác ơi, bác có nhìn thấy cái vân, cái viên phiến đá này nó rất lạ không? Này. Đường nét rất là kỳ quặc, rất đẹp mà cũng rất là trừu tượng. Đây có thể là ngôn ngữ của người cổ xưa đấy. Cái này là vết dạn của đá. Này, đầu óc cậu là không có hiểu biết gì về xã hội cả. Cái viên đá kỳ lạ này, rất có thể nó là di sản văn hóa phi vật thể. Bây giờ thế này nhá, đặt cái đá xuống. Đặt xuống. Để nguyên vị trí cũ. Hai cậu có trách nhiệm trông viên đá này. Bác ơi. Đứng nguyên chỗ này để tôi lên phường, tôi báo cáo phường về cái hiện tượng kỳ lạ này. Để nguyên hiện trường nhá. Vâng, bác cứ đi nhá. Đây. Ông làm gì đấy? Ui. Sao? Tôi lạy ông đấy. Sao ông lại phỉ báng thần thánh thế hả ông? Ông định kê đít lên ông ngồi thế hả? Ông ngồi đây cho tôi nhờ. Dạ. Con người trần mắt thịt, mong thay thần thánh tha lỗi. Ôi trời ơi. Đây rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Không được sờ vào hiện vật. Tại sao? Bà biết đây là cái gì không? Là cái gì? Đây là cái gì nhỉ? Là văn hóa phi vật thể của khu phố ta. Ôi trời ơi, đã bảo là văn hóa thì tôi không biết. Tôi chỉ biết đây là viên đá để muối dưa. Sao? Hiểu chưa? Sao muối dưa em bẻ lình vớ vẩn. Sáng hôm nay nhá, tôi chở cái viên đá này về cho bà hàng xóm nhà tôi bán muối dưa bà bán nhá. Trên xe chở nhiều đồ lình kình quá. Thế là nó rơi xuống thế này. Đúng thế à? Chứ có gì nữa. Ê, thật thế à? Nó là muối dưa. Ôi, thế là đi trong cái văn hóa phi vật thể của phố mình rồi. Biết anh nói với bác tổ trưởng như thế nào? Nói thế nào? Ôi, nói là viên đá muối dưa. Anh, tình thế nào rồi anh? Anh cũng không tương thích em ạ. Anh ơi, làm thế nào để cứu con mình? Nếu không tìm được người có tùy phù hợp thì con mình sẽ... Mà tại sao em là mẹ đẻ nó cũng không tương thích cơ chứ? À, anh cũng gọi điện nói chuyện với cả thằng Cu Thăng. Con trai của chúng ta cũng gửi xét nghiệm tủy về, nhưng mà cũng không tương thích em ạ. Bây giờ nó cũng đang cố gắng làm thêm, kiếm được đồng nào đều gửi về cứu chịu nó đấy. Anh cũng đã nhờ bác sĩ, rồi anh sẽ nhờ bạn bè anh đi xét nghiệm xem là ai có tủy tương thích hay không. Bây giờ em sẽ đi về nhà ngoại luôn. Để nhờ xem cô dì chú bác xét nghiệm xem có ai có tủy phù hợp không. Em đi nhá. Alo, bác cả ạ. Dạ, bác có ở nhà không ạ? Bác cả ơi, bây giờ bác có thể tổ chức một cuộc họp họ gấp được không ạ? Mục đích chính của vợ chồng mình bây giờ là phải tìm đủ mọi cách để cứu được bé Nga. Hay là...
dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em, vẫn luôn coi bé Nga là con của mình. Nhưng mà hãy gạt bỏ tất cả vì con em à. Không, không được. Em bây giờ muốn cứu được bé Nga, anh nghĩ là chỉ có người đấy thôi em ạ. Nhưng cũng có thể là không phải mà. Ngay cả em cũng không có tùy phù hợp, làm sao mà người ấy. Em không thử thì làm sao mà biết được. Cơ hội cho dù chỉ là 0,1% thì anh cũng muốn thử. Con bé cần phải sống em ạ. Em không thể. Sao em ích kỷ thế? Em sợ mất sĩ diện à? Không phải. Em không muốn gặp kẻ phụ bạc đó một lần nữa. Em không muốn đối diện với quá khứ đau buồn một lần nữa. Anh xin lỗi. Anh cứ tưởng là... Anh nói đúng. Em ích kỷ và hèn nhát. Em không dám đối mặt với chuyện này. Nhưng con mình cần được sống. Em sẽ đi tìm anh ta. Bằng cách nào? Em sẽ nhờ người quen và bạn bè cũ. Nhất định chúng ta sẽ tìm thấy anh ta. Nếu mà em làm như thế thì em sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Em có sợ không? Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không sợ gì cả. Mình cùng chịu đựng để con được sống nhá. Tất cả vì con. Ông ơi! Ông ơi! Làm cái gì mà cơm ấm ấm thế? Không sang ngay một tí à? Sang ấy để lúc khác. Bây giờ là phải nghèo, phải bần hàn mới ăn tiền. Này, đoàn thanh tra họ đang về kiểm tra kiểm định xét hộ nghèo cái kìa. Kiểm định tức là nó xem nhà mình có của nả gì không à? Rồi, nó báo là hộ nghèo đúng không? Nhưng mà thế bây giờ làm thế nào bây giờ nhỉ? Giữ gửi, mọi năm gửi đâu thì năm nay mang gửi ở đấy. Cho nó thêm tí tiền, nó chả thích mê ấy à? Đúng rồi. Chào bác ạ. Vâng, chào bác. Hai bác làm ơn cho hỏi đây có phải là gia đình bác Trịnh Trung Lân không ạ? Dạ, đúng tôi... rồi ạ. Có phải bác ở trên huyện xuống không ạ? Sao bác biết ạ? Thế bác tìm nhà tôi có khó lắm không ạ? Không có gì ạ. Vâng, tôi cứ theo địa chỉ là tôi đến được thôi. Dạ. Mời bác vào nhà. Vâng ơi, bác lấy hàng à? Hàng gì cơ? Dàn âm thanh bác ạ. Úi giời, nhà bác sắm bộ dàn âm thanh hoành tráng quá. Khổ quá, nhà tôi nhà nghèo lấy tiền đâu mà mua hả ông? Vâng, để cháu gọi xem số có đúng không? Úi giời. Đấy, chú nhà bác đấy. Khổ. Của ông hàng xóm. Để quên điện thoại, tôi đang định cầm đi giả đây này. Đúng rồi, bác trả người ta đi. Theo tôi, tôi dắt chú đi. Đi. Sao? Đi. Cái này là thế nào? Nhầm, thế có chết người ta không? Nhầm thật là bác. Mời bác vào nhà. Vâng. Mời bác ngồi ạ. Nhà bác chắc là cũng được lâu lắm rồi nhỉ? Vâng, cũng lâu rồi ạ. Nhưng mà... Ô, cái ảnh chụp cả gia đình đẹp quá. Dạ, nhà cũng lâu, cũng cũ ạ. Nhưng mà chưa có điều kiện để sửa. Tôi nghe thấy người ta nói là thằng Thanh nhà bác nó học hành giỏi giang, thành đạt lắm cơ mà. Tới đây thế nào nó trả về nó xây lại cái nhà cho bố mẹ. Phúc đức quá còn gì nữa bác. Vâng, giỏi thì có giỏi ạ. Vâng. Nhưng nhà tôi nó vô phúc ạ. Sao ạ? Cả cuộc đời đau khổ nuôi nó ăn học, vậy mà nó coi vợ chồng tôi chả ra gì. Thôi bây giờ thế này bác nhá. Dạ. Bác điền thông tin đầy đủ cho tôi. Tôi sẽ kê cho bác được hưởng cái chế độ là hộ cận nghèo. Có tiền hỗ trợ hàng tháng đấy bác ạ. Vâng. Tôi ghi ngay ạ. Thế hôm nay thì là trước tiên là cũng đến đây là vì công việc, nhiệm vụ. Vâng.
Sau đấy thì là cũng muốn là để thăm hỏi hai bác. Vâng. Biết nhà, biết cửa. Vâng. Để cho hai cháu nó đi lại. Vâng. Nhưng mà... Thế bác là... Chẳng giấu gì bác, tôi là bố của cháu Thương. Nói thật với bác là trước kia tôi thấy cháu nó quen với thằng Thanh nhà bác, tôi rất mừng. Nhưng mà hôm nay đến đây thì thấy bác nói cậu Thanh như thế thì tệ quá. Có lẽ là anh em mình chắc là không có duyên để làm thông gia với nhau đâu. Vâng. Thôi, tôi xin phép bác nhé, tôi đi về đấy ạ. Tôi hứa với bác là tôi sẽ kê khai để bác được hưởng cái chế độ hộ cận nghèo. Vâng. Chào bác nhé. Về. Chào bác. Vâng. Thông gia chứ không phải là Thanh tra.